chồng hãy yêu thương vợ, vợ hãy tùng phục chồng. Như thế Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, đã hy sinh tính mạng vì hội thánh, và ngược lại thì hội thánh cũng vâng phục Chúa Giêsu. Thánh Phaolô nói đây là một mâu nhiệm lớn lao. Nói cụ thể như thế này là cứ nhìn vào đời sống vợ chồng, chồng hy sinh cho vợ, yêu thương vợ và vợ tùng phục chồng. Nhìn vào đời sống của vợ chồng thì thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu và hội thánh. Và ngược lại, nhìn vào Chúa Giêsu và hội thánh yêu thương nhau, Chúa hiến mình vì hội thánh và hội thánh tùng phục Chúa, nhìn vào đó để biết cách mà sống trong đời sống vợ chồng như thế nào. Đó là bí tích. Bí tích là thế đó. Nhìn vào cái này mà thấy cái kia, nhìn vào đời sống vợ chồng để thấy tình yêu giữa Chúa và hội thánh. Và ngược lại, đời sống vợ chồng muốn cho tốt thì phải nhìn vào Chúa Giêsu và hội thánh để sống trong các cái tương quan của đời sống vợ chồng. Nó cao cả như thế. Và vì thế cho nên vợ chồng phải yêu thương nhau thôi. Và trong gia đình, tình yêu hôn nhân phải là một tình yêu trung tín. Trung tín có nghĩa là chấp nhận cái thực tế cuộc đời sống hôn nhân và trung thành với nhau suốt đời.